Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những chai nước hoa mà mình xài nhiều nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây, là từ tháng 4 cho tới tháng 7 này. Thì trong 3 tháng vừa rồi á, thì ngoài những chai nước hoa này ra thì mình còn thử mấy cái sample khác để mình review. Nhưng mà mình chỉ xài 1-2 ngày thôi, còn đa phần á, là mình xài mấy chai nước hoa này nhiều hơn. Thì không làm mất thời gian của các bạn á. Chai đầu tiên á, cái này giống như là mình không có xếp thứ tự là chai nào mình thích nhất, chai nào mình không thích. Nói chung là 11 chai này mỗi chai nó một phong cách riêng. Nhưng mà ý là mình có một số chai các bạn thấy á, là tuy nó dành cho mùa đông, phải không? Nó ngọt nhưng mà mình vẫn thích, mình vẫn xài cho mùa hè. Tại vì mình biết là các bạn bên Việt Nam á thì nóng quanh năm, cho nên nhiều khi ở Sài Gòn không có mùa lạnh mùa nóng gì, lâu lâu nó trời mưa nó mát mát được chút xíu thôi. Nhưng mà nó không phải giống như bên bên Mỹ là mùa đông nó kéo dài 4 5 tháng, hiểu không? Đó. Thì chai này á là của nhà Giang Nhà, mình xài bữa giờ mình xài rất là nhiều. Cái mùi hương này các bạn, nó là hoa cam neroli, nó rất là tươi. Giống như nó có một chút xíu, nó giống như có mùi mùi mủ các bạn. Nó rất là plastic, nó có giống như là mùi nhựa vậy đó. Có một số người họ không thích nhưng mà mình rất là thích cái mùi này. Tại vì ở trong tất cả những chai nước hoa mà cái tông của nó là neroli á, hoa cam neroli á, thì mình thấy cái nhà Giang Nhà này, cái mùi neroli của nó là nó tự nhiên mà nó thật, và nó nói chung là nó tạo cho mình cảm giác giống như là mình đang đi du lịch ở bên Ý, mặc dù mình chưa có đi Ý bao giờ. Nhưng mà tự nhiên mình ngửi cái mùi hương này, mình nhắm mắt lại, mình hình dung ra là mình đang đi du lịch ở một cái bãi biển nào đó ở bên châu Âu. Nói chung nó rất là thật các bạn. Đó. Đó là chai thứ nhất. Chai thứ hai á, đó là chai để mình coi coi. Ok. Tại vì nói chung là trong đây có rất là nhiều chai mình đều thích. Chai này của nhà Maison Francis Cajon Woodset & Mood. Thì chai này các bạn, nhiều người họ không có xài vào mùa nóng nhưng mà mình vẫn xài luôn. Tại sao? Và tại mình xịt ít lắm, mình xịt có một shot thôi. Thường thường mình xịt cái này mình kết hợp với lại những chai nước hoa khác giống như 540 hoặc là Tuscan Leather hay là Portrait of a Lady đó. Nhưng mà nói chung là hiện tại bên mình nó là nóng nhất á, buổi trưa nóng nhất là 34 độ C, còn ban đêm á, thì nó xuống khoảng 28 25 độ. Nhưng mà nói chung là sáng mình đi làm á, mình có bữa mình cũng xài Woodset & Mood, mình không có mặc dù trời nóng nhưng mà mình cũng không có ngại, mình vẫn xài bình thường, mình xài giới hạn có một shot thôi. Đó là chai thứ hai. Và chai thứ ba đó là chai này, Emerald Lyric. Thì chai này các bạn, cái mùi nó là mùi hoa hồng với lại mùi chanh và mùi xạ hương đó. Và nói chung là cái chai này các bạn, mình rất là mê. Tại vì nó hoa hồng, nó tạo cho mình cảm giác giống như là hoa hồng nhung các bạn. Nó rất là mềm, nó bùi bùi, nó rất là, mình rất là khó diễn tả cho các bạn hình dung ra được. Chỉ có khi nào các bạn ngửi các bạn mới hiểu được cái cảm nhận của mình nó như thế nào đó. Thì cái chai này nó bám da đó các bạn. Nếu mà người nào nói cái chai này bám không da là sai lầm, là tại vì cái chai này của mình á, mình xịt vô áo á, mình để 3 tháng sau mà nó vẫn còn mùi các bạn. Nói chung là cái chai Amos Lyric này nó bám da nhất trong tất cả các chai nước hoa của mình luôn á. Ok. Chai này tiếp theo. Chai này không ta. Ok. Thêm chai nữa mà mình thường xuyên sử dụng mùa hè nè, đó là chai này của nhà Creed, Green Irish Street. Thì chai này rất là xanh các bạn, nó xanh giống như nhiều người ví nó giống như cục xà bông mà Irish Spring Soap vậy đó, các bạn, cục xà bông xanh lá cây á. Thì còn mình cảm giác nó giống như là mình đang đi dạo trên vỉa hè, thì đi ngang qua một cái nhà kia người ta đang cắt cỏ, cho nên cái mùi cỏ tươi á nó hắt lên, nó rất là xanh. Cho nên đó, còn giống như mình đang đứng ở một cái khu vườn, đứng trên những cái đám thảm cỏ màu xanh, rất là xanh và nó rất là sạch các bạn. Khi mới xịt á thì nhiều người họ sẽ không thích tại vì cái mùi nó xanh quá, nhưng mà sau khi cái mùi xanh nó nhẹ xuống, nó dịu xuống khoảng chừng 1 tiếng sau á, bắt đầu các bạn ngửi được cái mùi
cái mùi rất là đặc trưng của nhà khuyết các bạn, nói cái DNA của nhà khuyết á, đó là long diên hương với lại gỗ đàn hương sandalwood á. Đó, đó. Cái có rất trong rất là nhiều chai như Khuyết Aventus nè, hay là chai của nữ Royal Princess Wood nè. Đó, ngửi nó béo béo, nó nói chung nó phê lắm. Mình thường thường xuyên mình kết hợp cái chai Greenale Street này với lại cái chai này là các bạn của nhà em Moash, đó là Reflection Man. Thì cái Reflection Man rất là sạch các bạn, nó mùi mùi rễ cây diên vĩ, nó kết hợp với lại mùi giống như mùi ớt hay là mùi hồng tiêu gì nó the the, với lại đó, nói chung là nó rất là sạch và nó có mùi phấn đó. Nói chung là đàn ông á rất là mê cái mùi này. Mình đi làm á, có nhiều anh trong chỗ làm á hỏi mình là cái mùi này là mùi gì, tại vì họ rất là thích. Mình không biết tại sao nhưng mà khi mà mình xịt á thì đa phần là đàn ông họ thích nhiều hơn là phụ nữ. Đa phần phụ nữ họ ít có khen, à cái phụ nữ á thường thường họ khen khi mà mình xài cái chai Green and Retreat nhiều hơn, còn Reflection Man á là nam khen nhiều hơn, nam họ thích xài cái Reflection Man hơn đó. Thì thường xuyên mình hay kết hợp hai cái chai này với nhau đó. Chai nước hoa tiếp theo á đó là chai của nhà Tom Ford, Tuscan Leather. Thì cái này á nhiều người họ không có muốn xài vào mùa hè nhưng mà mình rất là thích xài, tại các bạn biết sao, nó trong đó là nó kết hợp với mùi gia thuộc rất là đặc trưng của nhà Tom Ford, độc quyền các bạn. Mình giống như mấy cái nhà khác á, bắt chước thôi nhưng mà không có làm được cái độ phê như cái chai của Tom Ford Tuscan Leather này. Nó kết hợp với lại cái mùi trái quả mâm xôi, nó ngọt mà nó phê lắm các bạn, mình không biết tại sao nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mình xịt á, mình thường thường xuyên mình xịt vô cái dây da đồng hồ, hoặc là mình xịt chu ngực hay xịt lên vai, xịt sau gáy rồi. Nói chung cái chai Tuscan Leather này là cái chai mà mình mê nhất trong cái nhà Tom Ford luôn các bạn. Cái chai thứ hai mình mê đó là Woodwood với lại Fucking Fabulous. Đó. Cái chai này thường xuyên mình kết hợp với lại cái này nè các bạn. Mà trời, sếp của mình ghiền lắm. Bà manager của mình á, mỗi lần mà mình xịt Tuscan Leather với Portrait of Lady á là bà khoái lắm. Lần đầu tiên mình còn nhớ là cái lần đầu tiên mà khi mà mình kết hợp hai chai này với nhau á, mình đi làm cái bà nói đứa nào xịt dầu thơm vậy, đứa nào xịt gì mà thơm vậy. Cái mình thì đó, mình bữa mình kể câu chuyện đó là mình với là một cái anh đang là kia thì đang đứng pha cà phê, thì mình bà đang đứng loay hoay, bà đang giống như là check đồ bà, xong cái mình đi ngang qua cái bà mới chạy vô bà hỏi ủa đứa nào xịt gì thơm vậy. Nhưng mà cái anh kia thì ảnh xài cái mùi, ảnh có một mùi một thôi, ngày nào anh cũng xài đó, bà biết rồi. Nhưng mà bữa nay bà ngửi cái mùi lạ thì mình mới nói là tôi nè, cái xong mình mới cho bà ngửi ha, cái Tuscan là đại với Portrait of Lady. Đó, thì mình nhớ không làm á là bữa đó như mình xịt Portrait of Lady sau gáy hay là Tuscan Leather sau gáy. Đó, nói chung là một trong hai cái mình xịt sau gáy với hai bên, còn mùi còn lại là hai bên vai. Nhưng mà khi mà bà ngửi ngay cái vị trí đó thì bà không có thích bằng cái mùi hương mà nó lưu trong không khí các bạn. Hai cái mùi nó kết hợp với nhau á, nó vừa khói nó vừa ngọt, mà nói chung là nó hay lắm. Nói chung là mình rất là thích kết hợp Tuscan Leather với lại Portrait of Lady với nhau. Đó. Ok, tuy mà hai cái chai này dành cho mùa đông nhưng mà mình vẫn xài luôn. Chai tiếp theo đó là của nhà Creed, đó là chai Silver Mountain Water. Thì chai này các bạn nó rất là tươi mát các bạn, nó có mùi rất là gây nghiện các bạn, nó mùi trà mà kết hợp với lại mùi cam xạ hương với lại long diên hương trộn ngửi nó phê lắm. Có nhiều bạn á mê lắm. Cái chai này unisex, nữ hay nam đều xài được. Và khi mà mình ngửi á thì mình có cảm giác giống như là mình đang đứng ở trên một cái đỉnh núi cao vậy đó, rất là tươi mát, rất là sảng khoái các bạn. Thì mình cũng thường xuyên xài cái chai Silver Mountain Water của Creed. Chai tiếp theo đó là cũng là của nhà Creed luôn, đó là chai này Creed Aventus. Thì chai này thì mình khỏi cần giới thiệu đúng không, thì đàn ông phải nói là đàn ông, phụ nữ ai cũng mê cái chai Creed Aventus đó. Mình không biết tại sao mà nhiều người họ than phiền về cái độ tỏa hương của nó, nhưng mà cá nhân mình xài, khi mà mình xài thì mình ngửi rõ rệt cả ngày luôn. Giống như là mình không biết, nói chung là mặc dù đồng ý là nó có cái mùi Aesir Super, nó làm cho cái mũi mình nhanh bỏ hoa mùi hương, nhưng mà mình quen với cái mùi này cho nên mình khi mình xài mình rất là dễ đánh giá nó. Nói chung là các bạn xài bất cứ dịp gì, đi làm hay là đi hẹn hò rồi cũng sang, cũng sexy, mà đi đám cưới cũng quá tuyệt vời, mà đi họp
nói chung là Quick Adventures là dành cho nam và không cần gì phải che nữa. Đã mình xài rất là nhiều các bạn, giống như hầu như là giống như một tuần 7 ngày ấy, mình xài Quick Adventures cũng hết 4 ngày rồi đó. Các bạn thấy là coi như là mình thường xuyên kết hợp nó với lại cái chai này Baccarat Rouge 540 đó, thì mình nói với các bạn là cái chai Baccarat Rouge 540 là cái chai nước hoa mà khi mà mình xài á, đi đâu ai cũng khen, nói chung là nam cũng khen mà nữ cũng khen, mà nhiều người á các bạn họ thích nhưng mà họ không có dám khen cho tới khi mà mình hỏi họ, họ giống như là vậy nè, mình kể cho các bạn nghe vui lắm. Hôm bữa là lần đầu tiên, giống như mình mới làm chỗ này là khoảng được 4 tháng, thì giống như sau một tuần 2 tuần gì đó ngay cái chỗ mình đang làm nè, thì bữa đó mình xài nó 40, thì mình đi vô thì hai cái anh làm chung với mình á, anh ngửi được mùi này nhưng mà anh không nói gì hết, cho tới khi mà cái bà sếp của mình bà hỏi, bà nói ủa bữa nay thằng này nó xài cái mùi gì lạ quá ta, cái mùi này nó ngọt ngọt mà nó dễ thương nè, cái này tao không thích nè đó. Rồi xong cái xong hai người kia mới hồ theo nó, đúng rồi cái mùi này trời nãy giờ tao ngửi tao thích lắm, nhưng mà ôi mày xài đó tên gì à, cái mình mới nói là Baccarat Rouge 540, mình nói là chai này hả nó 300 lần, cái hai người kia lắc đầu nói too much money đó. Thì nói chung á là nước hoa không phải ai cũng họ cũng bỏ 300-400 đô mua một chai nước hoa, chỉ có mình giống như là mình với một số bạn á, dạng như đam mê giống như ghiền mùi hương không ghiền, cho nên cỡ nào cũng mua. Các bạn thấy quyền đóng này tính ra sơ sơ cũng hơn 1.000 rồi đó, nhưng mà nói chung mỗi người có một cái đam mê riêng thôi. Có người thích xe, có người thích kỹ thuật số, có người thích gái, có người thích ăn nhậu. Đó, mỗi người có mỗi sở thích. Mình thì mình không thích gái, mình có vợ rồi, mình không thích đi cua gái, mình cũng không thích cờ bạc, cũng không thích công nghệ thông tin. Nói chung là mình chỉ có mê nước hoa thôi đó, là giống như là bao nhiêu tiền cũng đổ dồn vào mua nước hoa đó. Tại vì không giống như là khi mà mình ngửi cái mùi hương các bạn, tự nhiên nó làm cho mình tự tin hơn và làm việc nó cũng hăng say hơn, và những người xung quanh họ cũng thích nữa. Những cái mùi hương mà mình chọn, mình xài thường xuyên hàng ngày á, rất là nhiều người thích các bạn. Cũng nhờ mình mà họ mới biết được những chai nước hoa này, tại vì khi mà mình nói tên ra họ không có ai, giống như họ thấy nó lạ lắm họ không có biết, nhưng mà họ ngửi thì nó rất là khác đối với những chai nước hoa mà họ thường xuyên ngửi ở những cái giống như những dòng designer các bạn, thì ở đâu cũng bán cho nên họ rành quá rồi, như Polo Blue nè, hay là Bleu de Chanel, hay là Dior Sauvage, thì mấy mùi đó thì họ rành rồi, nhưng mà như Quick Aventus nè, Baccarat Rouge 540 nè, Portrait of Lady, thì mình nói ra thì chỉ có những người nào mà họ sành nước hoa họ mới biết thôi, còn những người bình thường thì họ ngửi họ rất là thích các bạn, nó có cái nét độc đáo riêng. Tại các bạn mấy những chai mình chọn là đa phần những chai nước hoa nó có nét độc đáo riêng, như Portrait of Lady nè, Quick Aventus nè, Silver Mountain nè, Tuscan Leather nè, Lyric nè, Reno Street nè, đó, Reflection, Zegna Neroli, đó là tặng. Nói chung là đa phần là mình thích những cái mùi hương nó có phong cách riêng, nó độc đáo riêng, và tuy có nhiều người xài không phải riêng mình xài, nhưng mà nói chung là những cái mùi hương này á, ít có những chai mình chỉ so sánh với những cái thương hiệu nước hoa khác thôi nha, là đa phần những cái thương hiệu nước hoa khác á, ít có mùi hương nào mà tương tự giống như những chai này, hiểu không? Đó là lý do tại sao mà mình thích xài nó có nét độc đáo riêng. Khi mà mình xài nó thì giống như Portrait of Lady các bạn, coi như là mình không biết tại sao cái chai nó dành cho nữ nên chai này, nhưng mà nói chung á là khi mà mình ngửi nó, mình bỏ lên, mình xịt nó lên người, tự nhiên nó nói với mình là một luôn các bạn. Bây giờ mình mới phát hiện ra là cái bản thân mình á hợp với cái chai Portrait of Lady nhất trong tất cả các chai nước hoa. Và lúc trước mình cứ nghĩ là Quick Aventus là nó hợp với mình, nhưng mà Quick Aventus á xài 1 ngày 2 ngày thì nó không sao, nhưng mà xài một trong một thời gian dài á, tự nhiên cảm thấy rất là chán các bạn, tại vì cái mùi Icy Super nó làm cho mình không ngửi được. Giống như Baccarat Rouge 540 cũng vậy, nếu mà các bạn xịt liên tục một trong vòng một tuần luôn á, tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy chán liền. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình khuyên là các bạn có nên có ít nhất
khoảng 3 chai nước hoa để các bạn thay đổi cho nó đỡ nhàm chán. Nhưng mà cái riêng cái chai Portrait of a Lady các bạn, coi như mình xịt hàng ngày luôn các bạn. Có khi mà coi như là 3 tuần liên tiếp luôn, coi như là ngày nào mình cũng xịt Portrait of a Lady đó. Nhưng mà tự nhiên mình không có thấy nó chán. Nói chung là không biết tại sao nó có cái mùi mà mùi nhang, patchouli, hoa hồng, đinh hương. Khó. Nói chung là nó rất là hoàn hảo các bạn, cái chai Portrait of a Lady mình thực sự nó rất là hoàn hảo, mà mình chưa thấy có chai nước hoa nào mà nó làm cho mình mê như cái chai Portrait of a Lady. Mấy cái chai này mình cũng mê, nhưng mà đó mình như mình đã nói là ví dụ như là Lyric đi, xài vài ngày cũng chán, hay là Reflection là xài vài ngày cũng chán, hay đó hay Zegna nhà gì đó xài vài ngày cũng chán, nhưng mà Portrait of a Lady á, cứ bỏ lên người là coi như là mình xài coi như là hàng năm, coi như là tháng này qua tháng nọ là vẫn được. Không biết tại sao mình cũng không, các bạn đừng hỏi mình không biết giải thích được, nhưng mà nói chung Portrait of Lady với mình nó là nó hay, khi mà bỏ lên nó hai cái nó hòa làm một, giống như khi mình xịt lên nó tự nhiên mình cảm thấy giống như là mình tìm được cái phân nửa của mình vậy các bạn. Một nửa con người của mình nó bị thất lạc đâu, tự nhiên cái mình kiếm lại được nó, các bạn hiểu không? Nó rất là khó diễn tả. Nói chung là mình rất là mê cái chai Portrait of Lady, để các bạn coi nè, xài cũng hết nửa chai. Nói chung là xài liên tục luôn, xài 3 tuần vừa rồi mà coi như là tối nào mình cũng xài Portrait of Lady, thậm chí buổi sáng đi làm mình vẫn xài Portrait of Lady đó. Đó. Nói chung là 10 chai này thì nói chung là chai nào các bạn mua cũng được, nhưng mà có thể các bạn cứ thử giống như mình, nó kết hợp như Tuscan Leather với Portrait of Lady này, coi các bạn thử sao. Hoặc là Creed với lại Baccarat Rouge 50, hoặc là Rhinite Street với lại Reflection, hoặc là Lyric với lại Zegna Oud. Mình hôm bữa mình cũng kết hợp với lại Lyric với lại Zegna Oud. Còn Silver Mountain á, mình hôm bữa mình kết hợp với lại Virgin Island Water. Mình không có cái chai đó, nhưng mà mình có cái ống sample nhỏ, thì thỉnh thoảng mình cũng xài cái mùi Virgin Island Water. Thì mình đang để dành tiền để khi nào mà mình đủ tiền á, mình sẽ mua cái chai Virgin Island Water. Thì đó là chai nước hoa cuối cùng của nhà Creed mà mình muốn mua. Coi như là mình có khoảng 4 chai nước hoa của nhà Creed rồi, thêm cái Virgin Island Water, à với thêm một chai nữa đó là Original Vetiver, đó là 6 chai của nhà Creed là mình thấy hay. Còn lại thì mấy chai kia thì ok, mình thấy nó không có đáng tiền mua cho lắm. Tom Ford thì Tuscan Leather với Fabulous là ok rồi. Rồi nếu mà có điều kiện thì mình sẽ mua Oud Wood. Nhưng mà cái Oud Wood á thì mình không có biết mình có nên bỏ 100, à mình mua chai 100 không, tại vì mình cũng ít xài, nói chung cái mùi đó mình cũng rất là thích, nhưng mà mình có sample nhưng mà ít khi nào mình dùng nó tới đó các bạn. Không biết tại sao mình thích cái mùi đó, nhưng mà khi mà bỏ lên người mình á, mình lại không thích. Không có hợp, các bạn hiểu không? Không có hợp. Giống như có một số thứ các bạn, các bạn chỉ nhìn nó thôi, nhưng mà khi mà các bạn xài tới thì các bạn không thích. Đó, các bạn hiểu mình nói gì không? Đó. Cho nên á, còn nhà Philip Morris thì Kind of Flower cũng hay, coi như là cái mùi hoa huệ mà hay nhất từ trước tới giờ. Nhưng mà mình thấy nó nữ tính quá và nó rất là già các bạn. Cái đó là mình nghĩ là phụ nữ lớn tuổi như 40 mấy trở lên nó xài nó phù hợp hơn. Nhưng mà thực sự cái chai đó là rất là tuyệt vời, là cái chai mà hoa huệ hay nhất mà mình kiếm được. Diptyque đồ sơn cũng không bằng, list 41 của Le Labo cũng không bằng. Đó thì chỉ có Kind of Flower của Philip Morris thôi. Còn gì để mình muốn chia sẻ với các bạn nữa không ta? Cái nhà Clyde Christensen mình thử vài chai mình thấy cũng không có ngon cho lắm. Bon Number 9 cũng vậy, cái mùi rất là nhân tạo. Christian Dior thì mùi tươi mát. Christian Dior nè, Bottega Veneta với lại Louis Vuitton là những cái dòng nước hoa mà dạng tươi mát các bạn, nó sang. Nhưng mà nó không có ghiền bằng mấy cái chai này các bạn. Đó là lý do tại sao mà mình mua mấy chai này mình mua full luôn, tại vì nó có cái độ ghiền. Hiểu không? Như Lyric nè, Jubation 25, Interlude. Chai Interlude á, thỉnh thoảng mình cũng hay xịt vô da da đồng hồ để mình đem đi làm các bạn, lâu lâu cái đưa cái đồng hồ lên ngửi. Nó phê phê lắm các bạn. Cái mùi có một cái này ngộ lắm các bạn, cái chai Tom Ford Tuscan Leather. Nó là cái tông da thuộc. Nhưng mà khi mà mình xịt lên dây da đồng hồ mình ngửi nó lại không phê bằng cái Fabulous. Nó ngộ vậy đó các bạn. Cho nên
thực mình ít khi nào mà mình xịt cái Tuscan Leather lên cái dây da đồng hồ, đa phần mình xịt thẳng vô người mình hoặc là mình xịt lên quần áo thôi, ngửi nó phê hơn là mùi, nó kết hợp với mùi da của đồng hồ. Còn cái mùi dây da đồng hồ mình xịt như khoảng mình thử cũng bốn mùi, đó là Back to Black của Kilian, rồi Interlude của M.Wash, với lại Tuscan Leather với lại Fabulous của Tom Ford. Đó là bốn mùi đó mình xịt thử lên dây da đồng hồ, thì kết luận của mình đó là cái Tuscan Leather nó không có phù hợp, và cái mùi mà gửi phê nhất vẫn là Interlude, tại cái chai nước hoa đó là cái chai mình yêu thích nhất đó, nên như là không có chai nước hoa nào mà mình mê bằng cái mùi Interlude của M.Wash. Nhưng mà mùa hè mình ít có xài lắm, lâu lâu mình xịt vô dây da đồng hồ thôi chứ mà mình không có xịt vô người mình, nó hơi nồng. Nhưng mà cái chai đó các bạn ngộ lắm các bạn, nếu mà ngửi từ xa á, nhiều người khen lắm nha cái chai Interlude á, nhưng mà đứng gần á thì nó khi mà mới xịt á thì người ta sẽ dập vào liền, tại vì nó mạnh lắm, cái mùi nó cực kỳ mạnh luôn đó. Nhưng mà ngửi thoang thoảng trong không khí, mà khi mà mình đi ngang qua một cái á, là sếp mình bảo cũng khoái cái mùi Interlude lắm, ngộ lắm các bạn. Sếp mình là giống như là tính của sếp của mình hơi tomboy, sẽ hơi giống như là đàn ông đó, tại vì học ly dị cho nên nó coi như là một 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 thân lo hai con, cho nên nó phải mạnh mẽ các bạn hiểu không đó, nên cho nên nó từ từ cái tiện học tập cái tính tomboy luôn, cho nên rất là thích những cái mùi nước hoa của đàn ông các bạn đó, như Creed Aventus nè, M.Wash Interlude nè, rồi Creed Green Isle Street nè, rồi Tuscan Leather, Portrait of Lady. Đó là cái là của nữ thì mình không nói, nhưng mà sếp mình rất là mê, mà mê nhất á, là Creed Aventus. Hôm bữa mình có chiết cho sếp mình một ống 50 lít Creed Aventus, tại vì sẵn đây mình muốn chia sẻ các bạn luôn là mình mới vừa được lên chức đó, và mình rất là vui. Thì nói chung á là tất cả mọi công lao, những gì mình có ngày hôm nay á, là cũng nhờ sếp mình dẫn dắt mình á, mình mới vừa vô 4 tháng thôi, nhưng mà sếp mình nói chung á là mình làm cũng khoảng 6-7 chỗ rồi, nhưng mà coi như là cái chỗ hiện tại bây giờ là rất là tuyệt vời các bạn, giờ giấc đồ nó cũng thoải mái, nó không có gò bó giờ giấc, và sếp mình cũng rất là dễ tính các bạn, không có chèn ép nhân viên, rất giống như sếp mình nói là một phần trong cái phần mà quản lý management á, là mình phải giúp cho giống như nhân viên của mình tiến bộ, giống như là mình sếp mình dùng cái từ grow có nghĩa là phát triển, hiểu không, giống như chồng người vậy đó các bạn hiểu không, đó chứ không phải là làm sếp là chỉ mày làm này mày làm kia, sếp mình không có vậy, sếp mình là sếp làm chung với nhân viên đó, đó là cho nên mình rất là nể sếp mình, và mình cố gắng để giống như cái cửa hàng của mình á, là cái công ty mình nó có tổng cộng 6 cái cửa hàng ở trong toàn nước Mỹ, thì lúc lúc khi mà sếp mình nhận nhận chức cái vị trí này á, thì cái cửa hàng này nó xếp ở vị trí số 4 trên 6 cái cửa hàng toàn nước Mỹ, nhưng mà hiện tại bây giờ là cái cửa hàng của mình là đứng đầu trong danh sách 6 cái cửa hàng đó, và các bạn biết không, cái có một cái món cái dừa kia kìa, có nghĩa là mấy cửa hàng kia bán cũng được nhưng mà chậm hơn, coi như là cái tổng doanh thu mà cái cửa hàng của mình đem lại á, nó gấp giống như là ba cái cửa hàng kia cộng lại nó cũng không bằng nữa các bạn không, có nghĩa là coi như là sếp mình rất là tài giỏi trong cái việc mà bán được những cái đó, cho nên khi mà bán xong á là công ty nó cứ gửi xuống liên tục luôn đó, thì nói chung á là mình rất là vui là mình mới vừa được in check, thì cũng coi như là cũng được tăng lương, thì tăng lương cũng có nghĩa là mua nhiều nước hoa đúng không đó. Thì nói chung là đây là một cái sở thích cũng rất là tốn kém nhưng mà cũng rất là vui, thì mình rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ channel của mình trong suốt hơn một năm qua, và mình hy vọng là trong thời gian tới các bạn vẫn luôn tiếp tục ủng hộ channel review nước hoa của mình. Mình mới vừa đạt được 5.000 subscriber và mình có tặng sample cho một số bạn đó, hy vọng là sắp tới sẽ đạt được 10.000 subscriber nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở video có ngày hôm sau. Chào tạm biệt.